Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm cho mày dạng. Hôm nay thầy xin dẫn các em toán lớp 2 bài số 38 sẽ kết nối chi thức với cuộc sống nha. Trong lớp xem bài giảng của Hải Liêm, nếu không khách quảng cao, các em xem hết quảng cao giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài 38 hừa số và tích nha. Giờ chúng mình sẽ vào phần khám phá. Như vậy ở đây mình thấy là một hồ cá nhỏ như vậy thì sẽ có 3 con cá trong đó. Mình thấy có tất cả bao nhiêu hồ cá? 1, 2, 3, 4, 5. Mình thấy là 5 hồ cá. Mỗi hồ cá có 3 con cá. Như vậy là ở đây robot hỏi mình là có tất cả bao nhiêu con cá. Thì mỗi hồ 3 con. 5 hồ thì mình sẽ lấy 3 nhân 5. 3 nhân 5 thì bằng bao nhiêu? 3 nhân 5 thì sẽ là 5 số 3 cộng lại. 3 cộng 3 là 6. 6 cộng 3 là 9. 9 cộng 3 là 12. 12 cộng 3 là 15. Như vậy có nghĩa là 3 nhân 5 sau 15. Như vậy là có tất cả 15 con cá. Đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ có phép nhân là 3 nhân 5 thì bằng 15. Như vậy trong phép nhân thì số đầu tiên gọi là hừa số. Số thứ hai cũng gọi là hừa số. Số sau với bằng thì gọi là tích. Đúng không? Như vậy là 3 nhân 5 bằng 15. Thì số 3 và số 5 gọi là hừa số nha. Và số 15 gọi là tích. Và mình nhớ là 3 nhân 5 cũng gọi là một tích luôn. Đúng không? Như vậy mình nhớ là trong phép nhân hừa số nhân hừa số sẽ bằng tích. Giờ như vậy là mình xong phần khám phá, mình sẽ qua tiếp phần hoạt động. Câu số 1. Giờ như vậy là câu số 1, ở đây mình sẽ điền số vào chấm hỏi nha. Như vậy ở đây mình sẽ có một bảng gồm có 4 dòng. Dòng thứ nhất là phép nhân. Dòng thứ hai là hừa số. Dòng thứ ba cũng là hừa số. Dòng thứ tư là tích. Giờ ở đây người ta làm mẫu cho mình một cột nè. 2 nhân 6 bằng 12. 2 nhân 6 có nghĩa là sẽ bằng 12. Như vậy trong phép nhân này, số 2 và số 6 gọi là hừa số. Như vậy mình sẽ có hừa số thứ nhất là số 2, hừa số tiếp theo là số 6 và số 12 gọi là tích. Đúng không? Tương tự mình sẽ có phép nhân là 5 nhân 4 bằng 20. Như vậy mình thấy là số 5 và số 4 gọi là hừa số. Như vậy đầu hừa số đầu tiên chính là số 5. Số 4 này cũng gọi là hừa số. Và số 20 này gọi là tích. Nên mình sẽ điền số dưới đây chính là số 20. Đúng không? Hừa số nhân hừa số bằng tích. 5 nhân 4 sẽ bằng 20. Giờ câu tiếp theo mình có phép nhân là 6 nhân 3 bằng 18. Như vậy là số đầu tiên gọi là hừa số. Như vậy số 6 là hừa số. Số thứ hai cũng là hừa số. Như vậy số 3 cũng là hừa số. Và số cuối cùng số 18 gọi là tích. Mình nhớ là hừa số nhân hừa số sẽ bằng tích. Đúng không? Như vậy là 6 nhân 3 sẽ bằng 18. Giờ tiếp theo mình đến phép nhân 4 nhân 2 bằng 8. Như vậy số 4 đầu tiên gọi là hừa số. Số 2 cũng gọi là hừa số. Và số cuối cùng số 8 gọi là tích. Mình nhớ là hừa số nhân hừa số bằng tích. Như vậy là 4 nhân 2 sẽ bằng 8 nha. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống như thầy, các em bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 mình cũng điền số vào dấu chấm hỏi nha. Mình sẽ quan sát câu A. Trong mỗi hình có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Như vậy ở câu A này người ta hỏi là trong mỗi nhóm hình có tất cả bao nhiêu dấu chấm tròn. Như vậy là mình thấy là mỗi nhóm ở đây sẽ có 2 dấu chấm. Mình thấy có tất cả bao nhiêu không? Bao nhiêu nhóm? 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là mỗi nhóm là 2, 5 nhóm thì mình sẽ lấy 2 nhân 5. 2 nhân 5. Bây giờ mình sẽ tính tổng đi. 2 cộng 2 là 4. 4 cộng 2 là 6. 6 cộng 2 là 8. 8 cộng 2 là 10. Như vậy có nghĩa là 2 nhân 5 sẽ bằng 10. Đúng không? Giờ tiếp theo mình quan sát ở đây, mỗi nhóm như vậy là có 5 dấu chấm tròn. Mình thấy là có tất cả là 4 nhóm. Như vậy mình sẽ thực hiện phép nhân chính là 5 x 4 nha. Như ở đây mình sẽ được 5 x 4. 5 x 4 bằng 2 bao nhiêu? Như vậy mình sẽ đếm, mình sẽ tính tổng hết tất cả là mình biết được bao nhiêu, đúng không? 5 cộng 5 bằng 10. 10 cộng 5 bằng 15. 15 cộng 5 bằng 20. Như vậy có nghĩa là 5 x 4 sẽ bằng 20. Đúng không?
Như vậy chỗ này mình sẽ viết số 20. Đúng rồi. Giờ tiếp theo mình qua đây. Như vậy mình thấy là mỗi nhóm như vậy sẽ có 3 dấu chấm tròn. Mình thấy là có tất cả bao nhiêu nhóm? 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là mình muốn tính có tất cả bao nhiêu thì mình sẽ lấy 3 x 5 nha. 3 x 5 thì bằng bao nhiêu? Giờ 3 x 5 bằng bao nhiêu thì mình sẽ tính tổng tất cả các dấu chấm tròn thì mình biết được là 3 x 5 bằng bao nhiêu. 3 cộng 3 bằng 6. 6 cộng 3 bằng 9. 9 cộng 3 bằng 12. 12 cộng 3 thì bằng 15. Như vậy có nghĩa là 3 x 5 sẽ bằng 15. Đúng không? Giờ như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B thì người ta cho mình một cái bảng gồm có 4 dòng. Dòng thứ nhất là phép nhân. Dòng thứ hai sẽ là hữu số. Dòng thứ ba cũng là hữu số. Và dòng thứ tư sẽ là tích. Như vậy mình nhớ là hữu số nhân hữu số bằng tích, có nghĩa là 2 nhân 5 sẽ bằng 10. Đúng này. Giờ như vậy ở đây mình thấy là 2 nhân 5 bằng 10. Thì số 2 đầu tiên gọi là hữu số này. Số 5 là hữu số. Số 10 là tích. Nhưng mà sẽ quyết cái phép nhân này xuống dưới đây tương ứng là hữu số và tích. Đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ quan sát ở hình P. Thì mình sẽ có phép nhân là 5 x 4 bằng 20. Như vậy số 5 này chính là hữu số. Mình sẽ quyết ở đây chính là số 5. Số 4 này cũng gọi là hữu số. Nên mình sẽ viết số 4 ở dưới đây. Giờ số 20 này gọi là tích, như vậy mình sẽ viết số 20 ở đây. Như vậy mình sẽ có phép nhân chính là 5 x 4 bằng 20. Tiếp theo mình sẽ quan sát hình C. Hình C ở đây thì mình có phép nhân là 3 x 5 bằng 15. Như vậy số 3 đầu tiên gọi là hữu số thứ nhất, mình sẽ viết số 3 ở đây. Số 5 cũng gọi là hữu số, như vậy số 5 sẽ là hữu số thứ hai. Và số 15 sẽ là tích, nên mình sẽ viết ở đây chính là số 15. Như vậy mình hình C mình sẽ có phép nhân chính là 3 x 5 bằng 15. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em nào có kết quả giống như vậy, các em có thể bấm hết video để biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua phần luyện tập luôn. Mình sẽ vào câu số 1 phần luyện tập. Câu số 1 tìm tích biết câu A là hai hữu số là 2 và 4. Giờ mình sẽ quan sát người ta làm mẫu cho mình. Như vậy là hai hữu số chính là 2 và 4, có nghĩa là mình sẽ có phép nhân chính là 2 x 4. 2 x 4 thì chính là 4 số 2 sẽ bằng 4 số 2 cộng với nhau. 2 x 4 thì mình sẽ bằng 4 số 2 cộng với nhau. 4 số 2 cộng với nhau thì bằng bao nhiêu? 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2. 2 cộng 2 là 4. 4 cộng 2 bằng 6. 6 cộng 2 bằng 8. Như kết quả sẽ là 8. Như vậy mình kết luận là 2 x 4 sẽ bằng 8. Đúng nè. Như vậy mình sẽ làm tiếp câu B và câu C giống như cái mẫu này nha. Đúng nè. Giờ hãy sẽ làm câu số 1. Giờ như là câu A thì mình sẽ là hãy giống cái mẫu kìa. Đúng nè. Nên mình sẽ viết lại không. Như vậy là mình sẽ có hai hữu số 2 và 4, có nghĩa mình sẽ có phép nhân chính là 2 x 4. 2 x 4 thì bằng bao nhiêu? 2 x 4 thì mình nhớ sẽ bằng 4 số 2 cộng lại nha. 4 số 2 cộng lại thì bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 8. Như vậy mình kết luận là 2 x 4 sẽ bằng 8. Đúng không? Giờ mình sẽ qua tiếp câu B. Mình sẽ làm tương tự. Như vậy ở đây mình sẽ có hai hữu số là 8 và 2. Có nghĩa mình sẽ có phép nhân là 8 x 2. 8 x 2 thì bằng bao nhiêu? Mình nhớ là 8 x 2 thì sẽ bằng 2 số 8 cộng lại nha. 8 cộng 8. 8 cộng 8 thì bằng bao nhiêu? 8 cộng 8 thì mình sẽ được là 10. 10 sao? Đúng không?
Như mình kết luận là 8 nhân 2 sẽ bằng 10C. Đúng không này? Giờ mình sẽ qua tiếp câu C nha. Mình sẽ có hai hệ số 4 và 5. 4 nhân 5. 4 nhân 5 thì bằng bao nhiêu? Mình thấy, mình nhớ là 4 nhân 5 có nghĩa sẽ bằng 5 số 4 cộng lại nha. 5 số 4 cộng lại. Giờ 5 số 4 cộng lại bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nha. 4 cộng 4 thì bằng 8. 8 cộng 4 thì bằng 12. 12 cộng 4 thì bằng 10. 16. 16 cộng 4 thì bằng 20. Như vậy mình kết luận là 4 nhân 5 sẽ bằng 20. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ như vậy là câu số 1 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video để biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 ở đây mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi nha. Như vậy ở đây mình có một cái bảng gồm có 3 dòng. Dòng thứ nhất là hệ số, dòng thứ hai là hệ số, dòng thứ ba là tất. Như vậy ở đây mình sẽ có là hệ số thứ nhất là số 5, hệ số thứ hai là 4. Như vậy tất sẽ bằng 20. Như vậy có nghĩa là 5 nhân 4 sẽ bằng 20. Đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ qua cột tiếp theo. Hệ số thứ nhất là 2, hệ số thứ hai là 3. Tất sẽ bằng bao nhiêu? Giờ hãy sẽ tính nhẩm, tính nháp phía dưới này cho các em xem nha. Còn các em thì mình sẽ đi nháp như mình tính cho nó chính xác nha. Như vậy là hệ số thứ nhất là số 2, hệ số thứ hai là 3. Như vậy mình còn tính tất, có nghĩa là mình sẽ đi 2 nhân 3 nha. 2 nhân 3 thì bằng bao nhiêu? Như vậy mình nhớ là 2 nhân 3 thì sẽ bằng là 3 số 2 cộng lại. Đúng không? Như vậy là 3 số 2 có nghĩa là 2 cộng 2 cộng 2 sẽ bằng bao nhiêu đây? 2 cộng 2 thì bằng 4, 4 cộng 2 thì bằng 6. Như vậy là 2 nhân 3 sẽ bằng 6 nha. Như mình sẽ ghi ở đây chính là số 6. Đúng không? Giờ tiếp tục tiếp theo thì mình sẽ có hệ số thứ nhất là số 2, hệ số thứ hai là số 5. Mình cần tính tất, như mình sẽ lấy 2 nhân 5 nha. 2 nhân 5 thì bằng bao nhiêu? Mình nhớ là 2 nhân 5 thì sẽ bằng 5 số 2 cộng lại. Đúng không? Giờ 5 số 2 cộng lại sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm nha. 2 cộng 2 thì bằng 4, 4 cộng 2 bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8, 8 cộng 2 bằng 10. Đúng không? Như vậy là kết quả cuối cùng là 2 nhân 5 sẽ bằng 10. Như vậy chỗ này mình sẽ viết số 10 chỗ này. Giờ cột tiếp theo thì mình sẽ có hệ số thứ nhất là số 3, hệ số thứ hai là số 5. Mình sẽ cần tính tất. Như vậy khi người ta kêu mình tính tất thì mình lấy hệ số nhân hệ số, có nghĩa mình sẽ tính 3 nhân 5 nha. 3 nhân 5 thì bằng bao nhiêu? 3 nhân 5 thì sẽ bằng 5 số 3 cộng lại nha. Giờ 5 số 3 cộng lại. 5 số 3 cộng lại sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhầm chỗ này. 3 cộng 3 bằng 6. 6 cộng 3 bằng 9. 9 cộng 3 bằng 12. 12 cộng 3 bằng 15. Như vậy kết quả là 15. Như vậy mình sẽ ghi ở đây chính là số 15. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video để biết là các em làm đúng nhé. Giờ phần tính nháp thì mình sẽ xóa đi nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3. Giờ mình sẽ quan sát coi chứ. Ở đây là mình mỗi hàng thì sẽ có 5 quả bóng, đúng không nè? Đây, mỗi hàng
Mình xem hàng thứ nhất 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là hàng thứ nhất có 5 quả bóng. Hàng thứ hai cũng có 5 quả bóng. Hàng thứ ba cũng có 5 quả bóng. Như vậy là người ta nói là mỗi hàng có 5 quả bóng. Như vậy là hỏi 3 hàng có tất cả bao nhiêu quả bóng. Như vậy là bài giải của mình sẽ là số quả bóng ở cả 3 hàng. Như vậy là mỗi hàng có 5 quả bóng, 3 hàng thì mình sẽ tính bằng cách lấy 5 x 3 nha. Như vậy đây mình sẽ để là 5 x 3. 5 x 3 thì bằng bao nhiêu? Giờ mình sẽ tính nháp dưới đây xem 5 x 3 bằng bao nhiêu nha. Như vậy là 5 x 3 bằng bao nhiêu? 5 x 3 thì mình nhớ sẽ bằng 3 số 5 cộng lại. 3 số 5 cộng lại bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm đây. 5 cộng 5 là 10. 10 cộng 5 là 15. Như vậy là 5 x 3 sẽ bằng 15. Như vậy chỗ này mình sẽ viết là số 15. Đúng rồi. Như vậy đáp số của mình chính là 15 quả bóng. Đúng rồi. Như vậy là câu A của mình sẽ là đáp số sẽ là 15 quả bóng nhé. Giờ bây giờ câu B thì cũng là cái hình này thôi nha. Người ta nói là mỗi cột có 3 quả bóng, mình sẽ quan sát cột nha. Như cột thứ nhất là mình thấy có 3 quả bóng. Cột thứ hai cũng có 3 quả bóng. Như mình thấy có tất cả là bao nhiêu cột? 1 nè, 2, 3, 4, 5. Như vậy 5 cột. Như vậy là mỗi cột sẽ có 3 quả bóng. Hỏi 5 cột có tất cả bao nhiêu quả bóng? Thì bài giải của mình sẽ trả lời là số quả bóng ở cả 5 cột là, thì mình sẽ lấy 3 nhân 5. Đúng rồi. Như đây mình sẽ để là 3 nhân 5. 3 nhân 5 thì bằng bao nhiêu? 3 nhân 5 bằng bao nhiêu? Mình sẽ cơ thầy sẽ tính nhấp dưới này cho các em xem đúng nhé. 3 nhân 5 đây. 3 nhân 5. 3 nhân 5 thì mình nhớ sẽ bằng là 5 số 3 cộng lại. Đúng rồi. 5 số 3 cộng lại bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm luôn. 3 cộng 3 thì bằng 6. 6 cộng 3 bằng 9. 9 cộng 3 bằng 12. 12 cộng 3 bằng 15. Như vậy là 3 nhân 5 cũng bằng 15. Như vậy ở đây mình sẽ để là 3 nhân 5 sẽ bằng 15 quả nhé. Và đáp số của mình cũng là 15 quả. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video thì biết là các em làm đúng nhé. Giờ phần tính nháp thì mình sẽ xóa đi nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4 thì mình sẽ điền dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn hoặc dấu bằng hoặc dấu chấm hỏi nhé. Giờ như vậy là ở câu số 3 mình sẽ còn nhận xét là 5 x 3 sẽ bằng 3 x 5. Như vậy là mình nhớ là trong phép nhân thì mình có thể đổi thay đổi vị trí cách số. 5 x 3 sẽ bằng 3 x 5, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ quan sát câu 4A ở đây là 2 x 4 và 4 x 3 2. Như vậy ở đây mình thấy là 5 x 3 bằng 3 x 5. Có nghĩa là 2 x 4 cũng bằng 4 x 2. Như vậy chỗ này mình sẽ viết dấu dấu bằng, đúng không? 5 x 3 bằng 3 x 5 thì 2 x 4 cũng sẽ bằng 4 x 2. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. 2 x 4 và bên đây dấu 7. Như vậy mình sẽ tính xem 2 x 4 bằng bao nhiêu mình mới so sánh được, đúng không? Giờ thầy cũng tính nháp phía dưới này nha. Giờ 2 x 4 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhé. 2 x 4 thì sẽ bằng là 4 số 2 cộng với nhau, đúng không? Mình sẽ chuyển qua phép cộng để mình tính, đúng không? Như vậy là 2 cộng 2 thì bằng 4, 4 cộng 2 thì bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8, như kết quả đây là số 8. Như vậy là 2 x 4 bằng 8, còn bên đây là số 7. Như vậy 8 phải lớn hơn 7, như chỗ này mình sẽ điền dấu lớn hơn, đúng không? Giờ câu C là 4 x 2 và bên đây số 9. Như vậy là 4 x 2 thì sẽ bằng bao nhiêu? Thầy sẽ tính nháp dưới này. 4 x 2 sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy ở đây mình có là 2 x 4 sẽ bằng 4 x 2. Có nghĩa là 4 x 2 sẽ bằng 2 x 4. Đúng không?
Như vậy 4 nhân 2 sẽ bằng 2 nhân 4. 2 nhân 4 thì sẽ bằng 8. Như vậy 4 nhân 2 cũng bằng 8. Như vậy bên đây là số 8, bên đây là số 9. Rõ ràng 8 phải nhỏ hơn 9. Như vậy chị mình sẽ điền dấu nhỏ hơn chỗ này. Được nè. Như vậy là 4 nhân 2 bằng 8, 8 sẽ nhỏ hơn 9 nên mình sẽ điền dấu nhỏ hơn, đúng nè. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 có em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video thì biết là các em làm đúng nha. Giờ cái phần tính nháp thì mình sẽ xóa đi nha. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy dễ dàng gì thì bấm hết và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nha. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nha. Càng nhiều bạn xem càng vui. Giờ hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.